Và bây giờ mọi người phải ngồi xuống đó. Và chớp, em phải hướng cái đèn về phía chị nha. Chương trình dự báo thời tiết cho đêm nay và tới tháng sau không có gì vui. Peppa tự làm kênh truyền hình của riêng. Đầu tiên là khu vực miền Tây nắng bỏ mẹ, có một số thanh niên núp dưới bóng cây đang nhậu ca hát sùm. Có một số thanh niên đang nấu phai lang chụm nước sôi ăn mì. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh nắng cháy da cháy thịt, có một số thanh niên đang lập đàn cầu mưa nhưng chưa biết khi nào nó mưa. Đã có điện lại rồi. Quang hồ. Con hồ chưa xong nữa mà. Tao lấy mày gả đọt. Được rồi Peppa. Tốt. Còn tại khu vực ven biển thì thôi kệ nó đi, mình đâu ở ngoài đó đâu mà mình sợ. Đảo vô. Thời tiết trên toàn nước Việt Nam sáng sớm nắng nhẹ nhẹ, trưa thì nắng hơi gắt chút xíu, chiều chiều nắng dịu dịu. Trên giường thì lúc nào cũng động, động quá mạnh đôi khi lại sập giường. Khu vực miền Tây tối lúc nào cũng có sao và có gió, đôi khi không có sao, không có gió. Còn nước Việt Nam đang hướng về ngày mười Tây để kiếm lương, hiện giờ 23 chưa có lương cho nên chưa có tiền. Bạn bè anh chị em gia quyến thân thuộc ai có tiền cho mượn vài trăm nghe hết tiền rồi đó. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.